bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình 60 giây của TNA. Và tôi là Tuấn Đinh, cũng là một biên tập viên của đài truyền hình TNA dám dấn thân. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Duyên có biết hôm nay là ngày gì không? Để mình suy nghĩ chút xíu coi. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2022. Ngày đó là cái gì? Theo như em vừa nhận được thông tin từ NASA nè, từ vũ trụ nè, từ các hệ thống đa vũ trụ khác, đa sàng rồi đa kênh rồi đa nhiệm các kiểu, thì hôm nay là một cái ngày vô cùng đặc biệt đối với TNA chi nhánh Tây Nguyên. Và sau đây sẽ là một lời chúc mừng vô cùng nồng nhiệt, vô cùng là thân thương đến từ chị Duyên Trương. Xin mời chị. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay cũng rất là một ngày cực kỳ đặc biệt với chúng ta. Đó là ngày kỷ niệm 2 năm thành lập của TNA chi nhánh Tây Nguyên. Duyên xin gửi lời chúc đến các bạn một tuổi mới thật sự là thành công, rất nhiều giao dịch, thật nhiều tiền, và anh em ai cũng có một cái Tết ngon nhất là một cái Tết thực sự ấm no. Cùng với TNA chúng ta cùng nắm tay để có những kết quả thật là tươi đẹp trong năm nay và năm sau nha. Và rất cảm ơn một lời chúc vô cùng dài, vô cùng yêu thương, vô cùng nồng ấm đến từ chị Duyên Trương. Và sau đây sẽ là một lời chúc vô cùng ngắn gọn và xúc tích đến từ biên tập viên Tuấn Đinh. Đó chính là Tuấn chỉ chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng, luôn giữ cho mình một trạng thái tích cực để có thể đạt đến những cái cột mốc mới trong năm sau. Và tiếp theo đây sẽ là những phần chúc của các anh chị đồng nghiệp của chúng ta. Xin mời. Xin chào anh em Tây Nguyên. Phải là Khánh Tinh. Phải là Tạo. Phải dịch vụ khách hàng. Anh Tiến Tiến Sự. Phải dịch vụ kinh tế. Chị Dạy Sala. Đúng rồi. Xin gửi lời chúc thanh thương đến tập thể TNT Tây Nguyên tròn 2 tuổi. Yeah. Chào TNT Tây Nguyên. Sang 1, xin chúc anh em Tây Nguyên bước sang năm 3 tuổi khỏe khắn giống và chốt khách hàng như bẻ cha. Yeah. Sài Gòn 2 chúc mừng các anh em TNA Tây Nguyên đã đi được 2 năm chặng đường của mình, phấn đấu trong năm thứ 3 tiếp tục thành công và rực rỡ hơn nữa nha. Kỷ niệm 2 năm thành lập TNA Tây Nguyên thì đầu tiên là chúc mừng các bạn đã trải qua được một quá trình làm việc rất là nhiều nỗ lực, đặc biệt là trong năm thứ 2, và chúc các bạn bước sang năm thứ 3 vững vàng để vượt qua những cái khó khăn của thị trường, như là khẳng định được vị thế của một sàn dẫn đầu ở trên khu vực Buôn Ma Thuột của anh Liên và Tây Nguyên nói chung. Mày yêu. Mày yêu. Thầy nhắn xe Quân đại diện cho sàn Sài Gòn 3 chúc cho Tây Nguyên thu nhập cực vui vẻ và bằng những tấm lòng chân tình chúc cho sàn Tây Nguyên ngày càng phát triển bền vững. Anh Đức Chương, Tây Nguyên. Tây Nguyên 2 năm tuổi thành công rực rỡ.